hiếu thờ khổng tử và các bậc hiền triết nho giáo như Đại Từ, Tăng Kỳ, Tu Từ, Phật Tổ. Ngoài ra còn thờ ba vị vua anh hùng Thánh Tông, Minh Tông và Lê Thánh Tông. Các em học sinh vô cùng thích thú khi lần đầu được tương tác với cụ rùa AI trong không gian trưng bày chuyên đề Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, di sản cho mai sau và trưng bày văn miếu Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 23 tháng 8. Cụ rùa AI được phát triển vào năm 2020, khi đó dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên phía khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám đã số hóa các hiện vật, dữ liệu để công chúng dễ tiếp cận. Mô hình có một bảng điện tử, một thiết bị thu tiếng nói từ người dùng để đặt câu hỏi. Sau khi phân tích, máy sẽ phát ra câu trả lời. Ở không gian trưng bày này, công chúng có thể ngắm nhìn nhiều hiện vật lịch sử từ thời Lý, Trần, Lê Sơ với tuổi đời từ vài trăm năm đến ngàn năm. Một số hiện vật trưng bày được phục dựng phiên bản theo tỷ lệ 1:1 so với bản gốc. Đến đây, công chúng còn có thể tìm hiểu về đạo học Việt Nam, lịch sử các đời vua, bia tiến sĩ và xem trình chiếu 3D mapping. Sự kiện diễn ra từ 23 đến 31 tháng 8 tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động đa dạng của chương trình Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 1954, 10 tháng 10 2024.